huyện Vũ Bình vừa phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Trên 100 đại biểu đã được hướng dẫn cài đặt, sử dụng các chức năng của ứng dụng địa chỉ số như đăng nhập, tra cứu, tìm kiếm, cập nhật thông tin, cấp phát, thực hiện thông báo, gắn địa chỉ số cho người dân trên địa bàn. Sau hội nghị này, các cơ quan đơn vị sẽ triển khai thông báo và cập nhật dữ liệu thông tin địa chỉ số tới các chủ địa chỉ tại các xã thị trấn, đồng loạt ra quân triển khai việc cập nhật dữ liệu thông tin địa chỉ số lên bản đồ số, đảm bảo xong trước ngày 20 tháng 6 năm 2023. Sáng 20 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xe máy Thái Nguyên và Ban chấp hành Công đoàn xã Phúc Xuân tổ chức chương trình kết nối chăm lo người lao động nhân dịp tháng công nhân năm 2023. Chương trình đã tặng 10 suất quà với tổng trị giá 5 triệu đồng, tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, thay dầu miễn phí cho 300 xe máy, cho các công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tiếp tục chăm lo ngày càng tốt hơn cho người lao động.